Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Kinh tế Tài chính Bất động sản của chúng tôi. Trong bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bà Rịa Vũng Tàu sắp có thêm khu công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng. Toàn cảnh công trường xây dựng khu công nghiệp rộng gấp rưỡi quận 1 có siêu nhà máy 1,3 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch huyện sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm đất đai. Việt Nam sắp có siêu cảng logistics thông minh đầu tiên tại ASEAN. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, CONAC, mở rộng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, khu công nghiệp được thực hiện tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ với tổng mức vốn 1.989 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí Adico là chủ đầu tư dự án. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 CONAC được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2012, có 163 hectare diện tích đất công nghiệp cho thuê. Với tỷ lệ lấp đầy cao, chủ đầu tư Adico đã đề xuất mở rộng khu công nghiệp này. Theo đề xuất ban đầu của chủ đầu tư, khu công nghiệp sẽ được mở rộng thêm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 mở rộng 251 hectare, trong đó khu 1 khoảng 111 hectare, nằm trên địa bàn phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Phần diện tích này được quy hoạch là đất công nghiệp. Khu 2 khoảng 140 hectare, nằm trên địa bàn phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, được quy hoạch là đất dự trữ phát triển. Giai đoạn 2 mở rộng thêm 380 hectare, phần mở rộng nằm trên địa bàn phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, được quy hoạch là đất dự trữ phát triển. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ chấp thuận mở rộng khu 1 thuộc giai đoạn 1, có diện tích đất khoảng 111 hectare. Đây cũng là dự án mở rộng vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận chủ trương. Bạn thấy quy mô dự án trên thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Khu công nghiệp V-Ship 3 tọa lạc tại thành phố Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 13.300 tỷ đồng. Chủ đầu tư là công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Dự án được khởi công xây dựng tháng 3 năm 2022. Khu công nghiệp V-Ship 3 sở hữu vị trí đắc địa, liên kề các V-Ship hiện hữu và trung tâm thành phố mới Bình Dương. Do nằm trên trục đường vành đai 4, phương tiện từ đây dễ dàng tiếp cận đường Mỹ Phước Tân Vạn để đến các cảng và sân bay, cũng như kết nối đến các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Dù mới khởi công nhưng V-Ship 3 đã đón nhiều đại bàng về làm tổ. Hiện đã có hơn 30 công ty quan tâm tìm hiểu phát triển sản xuất, tương đương 176 hectare đất công nghiệp và 1,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư dự kiến. Đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút được 8 dự án với tổng vốn đầu tư trên 1,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó nổi bật nhất là dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi có quy mô lên tới 1,3 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn Lego Đan Mạch. V-Ship 3 sẽ tập trung vào 7 ngành công nghiệp chính: điện tử và điện lực, sản xuất và lắp ráp ô tô, chế tạo cơ khí, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao, dệt may, thực phẩm và đồ uống, kho vận chuyển và kho bãi. Sau hơn 2 năm, bãi đất trống ngày nào giờ đây đã trở thành công trường tấp nập để tạo đất sạch đón nhà đầu tư. Đến nay, nhiều tuyến đường bên trong khu công nghiệp đã được xây dựng, đường điện cũng đã được kéo đến, hệ thống cung cấp nước được thực hiện. Tiến độ dự án này có làm bạn bất ngờ? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết đã có chỉ đạo các địa phương trong tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban rà soát, củng cố hồ sơ, chủ động lập thủ tục xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai vi phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép trong tháng 9 năm 2024. Định kỳ 6 tháng vào giữa năm và cuối năm, tổ chức kiểm tra trách nhiệm các phòng, ban liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Qua đó xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buông lỏng công tác quản lý, bao che các trường hợp vi phạm về đất đai theo quy định pháp luật hiện hành. Nếu để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai trên địa bàn quản lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng có quy định về tách thửa đất. Theo đó, sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu đối với đất ở tại đô thị là 40m², kích thước chiều rộng mặt tiền và chiều dài chiều sâu thửa đất tối thiểu 3m, đất ở tại nông thôn là 50m², kích thước chiều rộng mặt tiền và chiều dài chiều sâu thửa đất tối thiểu 4m. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Mới đây, siêu cảng logistics Superport Việt Nam được đặt tại Vĩnh Phúc đã tổ chức sự kiện công bố tầm nhìn chiến lược
đặt mục tiêu trở thành trung tâm quan trọng trong chuỗi cung ứng kết nối giữa Trung Quốc và Đông Nam Á. Dự án trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc Superbox Việt Nam được khởi công cuối năm 2021 bởi công ty cổ phần T&Y Superbox Vĩnh Phúc do liên doanh giữa tập đoàn TNT và đối tác Singapore tập đoàn YCS làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất miền Bắc, kết nối các khu công nghiệp qua đường bộ, đường sắt và các điểm giao thông quan trọng như Hà Nội, sân bay quốc tế Cát Bi ở Hải Phòng và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Superbox Việt Nam là cảng logistics đa phương thức được xây dựng trên diện tích 83 ha tại huyện Bình Xuyên với tổng vốn đầu tư 166 triệu đô la Mỹ. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Trần Duy Đông nhấn mạnh, dự án trung tâm logistics IDC Vĩnh Phúc được ghi nhận là siêu cảng đầu tiên trong mạng lưới logistics thông minh tại ASEAN. Trung tâm này tích hợp chức năng của cả trung tâm phân phối và cảng cạn ICD, cung cấp các dịch vụ logistics toàn diện. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án thành phần 1, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 cho biết, đơn vị đã phát hành hồ sơ mời thầu thi công xây dựng hai cầu thuộc gói thầu xây lắp số 2 của dự án trên. Gói thầu này có giá trị gần 400 tỷ đồng, hồ sơ được phát hành theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Thời gian dự kiến mở thầu vào ngày 26 tháng 9. Trước đó, vào tháng 8 năm 2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2, thi công xây dựng 10 km dự án thành phần 1, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Cụ thể, liên danh do tập đoàn Thuận An đứng đầu được chỉ định thực hiện gói thầu trên với giá trị hơn 2.078 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 3 năm. Trong đó, phần việc của tập đoàn Thuận An có giá trị hợp đồng gần 400 tỷ đồng. Sau khi lãnh đạo tập đoàn Thuận An bị khởi tố, bắt giam, doanh nghiệp này có văn bản đề nghị rút không tham gia thực hiện dự án ở cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Xem quanh thông tin về tập đoàn Thuận An, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm chất lượng, giá tốt và tiện lợi? Hãy cùng khám phá ngay top 5 sản phẩm bán chạy trên Shopee mà hàng ngàn người đã lựa chọn. 1. Bộ sản phẩm chăm sóc da Menstay Simplicity Starter Duo được thiết kế riêng cho nam giới, giúp làm sạch da và bảo vệ toàn diện. 2. Nước giặt Omomatic có túi 3,6kg, 3,9kg, 4,1kg, giúp làm sạch vết bẩn cứng đầu mà không làm hư tổn vải. 3. Sữa tắm Lifebuoy 800g chăm sóc chuyên sâu, giúp làm sạch và bảo vệ làn da khỏi vi khuẩn. 4. Máy massage cầm tay V1 Sidan với 32 chế độ lực đấm mạnh mẽ. Máy massage V1 Sidan giúp bạn thư giãn và giải tỏa căng thẳng hiệu quả. 5. Bàn chải điện Crucy tích hợp máy rửa mặt, giúp bạn làm sạch răng và da mặt. Đặc biệt, để tri ân các khách hàng thân yêu của Cà Phê Lên TV, chúng tôi dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng, cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên trên kênh mua sắm Shopee. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng nhất về kinh tế tài chính bất động sản, quý khán giả hãy theo dõi kênh và nhấn nút biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin kính chào quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.